Xin chào tất cả các bạn. Phía trước của các bạn đây là chiếc xe Winix của một vị khách hàng ở bên quận 7 nha. Anh trai này độ là full LED Audi trước sau luôn ha. Mẫu trước thì LED Audi chữ Y các bạn. Mẫu sau thì full đèn hậu kết nối điện thoại, hiệu ứng Y8. Rồi hiện tại là các bạn đã thấy hiệu ứng số 2. Hiện quay về hiệu ứng số 1 nhanh luôn để anh quay tận gốc luôn cho anh em xem luôn. Số 1 hiện tại là nó quét hai bên như là nó vẽ hình trái tim nữa các bạn. Nhưng mà số 1 thì nó rất là nhiều màu sắc và các bạn có thể thay đổi màu sắc được. Hiện tại là đang màu tím, các bạn có thể thay đổi màu đỏ này chẳng hạn, màu khác đi. Rất là nhiều màu sắc và trên màn hình của mình để cho các bạn thích màu nào thì các bạn thay màu đó nha. Rồi ok, em đổi màu khác, em đổi hướng số 3, số 2 luôn. Số 2 nè các bạn, số 2 tự động chuyển màu. Đó. Cái bộ hậu Y8 dành cho Winix này thì nó rất là đẹp luôn các bạn, nó rất là nhiều hướng luôn, cho anh em dễ chơi và đặc biệt là xi nhan nó có trên đây luôn và anh em có thể bỏ xi nhan này ra cũng được nha các bạn nha. Rồi ok, rất là sáng, bên ngoài này, màu sắc nữa nó thì rất là nét luôn. Mình đang quay có khách hàng ngồi kế bên nên các bạn cứ yên tâm, mình không có nói quá đâu. Rồi ok, hiểu số 3 mình luôn em ơi. Số 3 nè các bạn, đó, đổi màu khác luôn. Rồi số 4 luôn em, số 4 nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều hướng. Số 5 nè. Số 5 là Bullet nè các bạn. Số 5 là Bullet nè. Hiệu ứng này thì nó rất là chất luôn các bạn. Khi các bạn chạy ban đêm rồi đó, các bạn bật lên thì nó giống như đèn của cảnh sát vậy đó các bạn ha. Nói chung là các bạn đừng có bật tính năng này nhiều nha. Bật nhiều thì người phía sau người ta tưởng là cảnh sát, người ta không dám lên đó. Rồi ok, số 6 đi các bạn ơi. Đó, số 6 nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Số 6 quá đẹp luôn các bạn. Nè, các bạn quay cận cảnh với quá đẹp. Đó, mà thấy không? Số 6 quá đẹp luôn. Đó, ok. Lúc mà phía sau, những phương tiện đi phía sau mà người ta chạy lên và nhìn cái đuôi đèn hậu của các bạn thôi là người ta đã đánh giá được chiếc xe này rồi. Quá đẹp luôn các bạn, tại vì lúc nào người ta cũng chú ý đến cái phía sau của mình thôi. Phía trước thì các bạn độ thì người ta chỉ nhìn trực diện thôi các bạn. Phía sau thì lúc nào người ta cũng nhìn được hết á. Rồi ok, số 7 đi em ơi. Số 7 nè các bạn. Đó. Rồi ok. Số 8 luôn em. Số 8 nè các bạn. Đó, số 8 nè. Chỉnh chậm là giùm anh luôn. Có thể các bạn chỉnh chậm trên đó được nha. Đó, chậm lại nè các bạn ha. Rồi ok, em chỉnh hướng số 9 cho mình luôn rồi. 9 nè các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ các bạn không thích nhiều hướng thì các bạn có thể quay về dummy. Dummy thì nó có hai chế độ, dummy 1 và dummy 2 các bạn. Dummy 1, dummy 2. Thì các bạn hiện tại là đang dummy 2 thì các bạn chỉnh màu đó luôn. Hiện tại là chỉnh màu đây, màu đỏ nè, rồi màu xanh nè, màu dương nè, các bạn chỉnh ở trên ngăn trên nha các bạn nha. Đó. Rồi em quay về dummy 1. Dummy 1 nè, chỉnh ở phía dưới. Màu trắng nè, rồi nó ha. Tùy ý các bạn thích màu gì các bạn chỉnh màu đó. Đó. Ok ha. Đó các bạn. Rồi. Và lúc này thì các bạn chỉnh phanh trên đây được luôn nè các bạn. Phanh nè, nó có 5 hiệu ứng phanh 1 2 3 4 5 thì hiện tại là khách hàng chọn phanh số 3. Đó, số 2 nè các bạn. Phanh thì mỗi lần bóp thắng nó sẽ nháy, mình chỉnh xong rồi mình thoát ra thì lúc này các bạn sẽ được cái tính năng phanh này nha. Rồi ok. Đó. Rồi ok, em chỉnh hướng xi nhan luôn. Xi nhan rồi, vì khách hàng đang chọn màu vàng. Khi mà các bạn mở đèn xi nhan thì nó sẽ hiện màu vàng nửa bên và quét nha. Đó, các bạn thấy không? Chọn nhan nửa bên, còn nhan nửa bên là quét nè các bạn. Rồi ok, quá đẹp luôn. Màu sắc này các bạn có thể mặc định được nha các bạn nha, chỉnh trên điện thoại luôn. Chỉ cần 10 giây thôi, mở điện thoại lên và vô app và chỉnh thôi là sẽ có màu khác rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay phía trước. Và trước khi quay trước thì bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm và tham khảo, các bạn cứ liên hệ shop mình tắt giùm anh luôn. 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại là 0346669686 nha các bạn. Đó, địa chỉ mình là 235C ha. Đó, các bạn cứ đến địa chỉ 235 đường Phan Anh thì các bạn sẽ thấy được cái hẻm. Và các bạn quẹo vô bỏ một căn nhà, nhìn bên phải là 235C đường Phan Anh nha. Đây là số điện thoại mình có kết nối Zalo, các bạn cứ inbox Zalo để mình tiện tư vấn và cũng như gửi vị trí cho các bạn dễ qua shop mình hơn nha. Rồi phía trên nè. Rồi mở công tắc mình luôn. Phía trên thì anh chơi là có công tắc đó các bạn.
đó, led Audi chữ Y đó các bạn. Và em mở app giùm anh luôn, kêu anh mở app giùm anh luôn. Ở trên này thì có cái tổ ong và mình đã đặt led Audi vô đó rồi, và có thể là đổi màu theo số đó các bạn. Anh lên vô số em luôn, anh lên vô số em luôn đó. Mình đang vô app bạn ơi, đó thấy các bạn, màu vàng là nửa ra, nửa ra đó. Ok, em chỉnh hướng số 1 anh luôn đó, hướng số 1 nè các bạn, hướng số 1 nè. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn các bạn ơi, ngoài nó rất là đẹp luôn. Rồi ok, để màu đỏ đây, cho nó đẹp, để màu đỏ đi đó. Thì cái bộ led Audi chữ Y này mình đã làm rất là nhiều rồi và cũng review rất là nhiều rồi các bạn ha. Bạn nào mà đã tham khảo chắc cũng đã biết Winnie thì led Audi chữ Y mình đã làm rất là nhiều xe đó. Ok ha, hướng số 1 này, số 2 nó tới 9 hướng lần các bạn ơi đó, rất là nhiều luôn. Và bảng màu nó là 7 màu rồi. Ok đó, bullet nè ha, giống như phía sau luôn các bạn đó. Đó, chỉnh số 4 rồi đó, thấy không, rất là đẹp luôn các bạn ha. Và dưới này thì anh trai chơi là một cặp cỡ sáng để dành đi ban đêm đó các bạn đó, thấy không, bắt xin bằng cái quýt đó các bạn, quá đỉnh luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video nhé. Rồi, ở ngoài rất là đẹp luôn các bạn ơi, ngoài rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.